được gọi là chào thân ái đến quý khán thính giả cùng với chúng tôi qua chương trình mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, chúng ta chỉ vòn vẹn còn cỡ khoảng 20 ngày là chúng ta bước vào một năm mới. Một năm mới đầy ý nghĩa cho tất cả những người Việt chúng ta ra đi rời quê hương sau 40 năm. Hôm nay Lido Sài Gòn TV chúng tôi quyết định đi đến một vấn đề mà có thể nói rằng cộng đồng người Việt chúng ta ngày đêm lúc nào cũng bận rộn đến, đó là vấn đề sức khỏe. Có thể nói các bác sĩ người Mỹ gốc Việt đã tận tụy và gần gũi với cộng đồng người Việt chúng ta trong 40 năm qua. Hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị ba vị bác sĩ có mặt trên kênh truyền hình 57.7 để gửi đến quý vị tất cả những diễn biến trong đoạn đường 40 năm chúng ta xa quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ. Trước tiên, Lido Sài Gòn TV chúng tôi mỗi tuần một vấn đề xin trân trọng gửi lời chào cảm ơn quý vị có mặt cùng với Lido Sài Gòn TV trong chương trình mỗi tuần một vấn đề hôm nay. Người mà đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến quý vị là bác sĩ Vương Đức Hậu. Vào năm 1975, Trung úy Vương Đức Hậu phục vụ tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Cũng như bao nhiêu chàng trai trẻ khác, ông ta chọn con đường binh nghiệp và có thể nói đó là một đoạn đường khó khăn cho ông. Và vào biến cố năm 1975, ông cũng đoàn người di tản rời khỏi Việt Nam. Thưa bác sĩ có thể hồi tưởng lại vào những cái giai đoạn mà nguy hiểm, có thể những cái giai đoạn mà chúng ta nhớ mãi, lúc đó Trung úy Vương Đức Hậu làm gì để phải nghĩ đến tương lai của mình khi mà súng đạn nổ kề ở bên Sài Gòn, thưa bác sĩ? Thực sự ra là tôi học ở Y khoa Sài Gòn từ năm 67 đến năm 74. Thế là cuối năm 74 tôi ra trường là y sĩ. Nhưng mà tôi là dân y, vừa mới ra trường thì bị trưng tập, tức là vô trường quân y đó. Chưa có dịp tới làm việc ở Tổng viện Cộng Hòa. Rồi 3 tháng sau là nước đã mất rồi. Thế nên tôi có thể nói là chúng tôi là khóa cuối cùng của trường Y khoa Sài Gòn, đã tốt nghiệp năm cuối năm 74 đó. Thành ra lúc đó thì vô đó thì trong 3 tháng ấy, thì học căn bản quân sự để người ta sửa soạn mình, gửi mình ra chiến trường đó. Thì lúc đó đóng vai trung úy nhưng mà chưa có ra mặt trận, chưa kịp. Bác sĩ Vương Đức Hậu theo học tại trường Đại học Y khoa Sài Gòn trước năm 1975 và ông có cấp bằng bác sĩ cũng vào năm 1974. Và kế đến bên cạnh chúng tôi là bác sĩ Ngô Bá Định, một trong những người trai trẻ lớn lên ở tuổi mười mấy tuổi vào lúc miền Nam rơi vào tay Cộng sản. Thế năm nào bác sĩ rời khỏi Việt Nam, thưa bác sĩ Ngô Bá Định? Dạ thưa anh Trọng, thì em ra lúc năm 1982 ạ. Dạ. Năm 1982. Dạ vâng. Thế bác sĩ đến Hoa Kỳ thì lúc đó xin phép bác sĩ, nếu bác sĩ không tiện trả lời thì thôi, lúc đó bác sĩ bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng chừng thanh thiếu niên, mười mấy tuổi. Thanh thiếu niên. Thế lúc mà bác sĩ đến định cư tại Hoa Kỳ, có khi nào bác sĩ nghĩ tương lai của bác sĩ sẽ là một bác sĩ y khoa học tại Hoa Kỳ không? Dạ thưa không anh. Không. Vâng. Nhưng mà đến bây giờ thì bác sĩ Ngô Bá Định là một trong những bác sĩ theo học tại các trường đại học y khoa tại Hoa Kỳ. Và ngày nay ông có một phòng mạch và làm việc với cộng đồng người Việt chúng ta đã gần trên 10 năm nay. Không phải đúng không thưa bác sĩ? Từ năm 2002, 12 năm. Dạ. Vâng. Và điều mà người ta biết đến bác sĩ Ngô Bá Định nhiều nhất có thể nói là giọng hát của bác sĩ Ngô Bá Định thì rất là đặc biệt. Và chắc lẽ chúng tôi sẽ trở lại vấn đề đó trong giây lát. Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề mà chúng tôi nói đến nhiều nhất là thế hệ của những người bỏ nước ra đi sau năm 1975 như bác sĩ Song Ngân. Thế bác sĩ theo học đại học y khoa nào ở Việt Nam thưa bác sĩ? Dạ, ở miền Nam của Việt Nam thì có một trường đại học y khoa lớn nhất, đó là trường đại học y khoa Sài Gòn. Chúng tôi nghe nói còn có một trường đại học ở ngoài Trung cũng là trường đại học y khoa Huế, cũng là một trong những trường đại học lớn mà thưa phải không bác sĩ? Dạ, trường đại học y khoa Huế cũng là một trường đại học lớn ở Huế. Dạ. Thế bác sĩ tốt nghiệp năm nào sau năm 1975 tại đại học y khoa Sài Gòn? Em nhớ là lần trước á, lá diêu bông. Em đã bị hỏi câu này và lần này cũng trở lại một câu hỏi nữa. Chẳng lẽ bây giờ mình có một câu trả lời thôi, thì thôi đành khai thật vậy. Thì Song Ngân vào trường năm 1982 và ra trường năm 1000, cộng 6 năm là thành năm 1986. 82 cộng 6 năm là 88, 1988. Vâng. Thế năm nào thì bác sĩ được đến định cư tại Hoa Kỳ? Song Ngân sang định cư tại Hoa Kỳ vào năm cuối năm 1993. Vâng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh của những người thuộc ngành y khoa đến Hoa Kỳ hiện nay đang định cư tại miền Nam California. Thưa bác sĩ Vương Đức Hậu, giai đoạn đầu tiên bác sĩ đến định cư tại Hoa Kỳ vào một cái thời điểm rất là khó khăn, có thể nói từ ngôn ngữ cho đến cuộc sống, phong tục, tập quán.
với là một vị bác sĩ, bác sĩ có nghĩ rằng là bác sĩ sẽ tiếp tục ngành y khoa không thưa bác sĩ? Lúc đó tôi vừa ra trường, tôi mới có 26 tuổi thôi. Thì qua đây 26 tuổi thì cả đời của mình là toàn học hành không à. Thành ra tôi không biết cái gì khác là y khoa hết. Thành ra chắc chắn là khi qua bên Mỹ tôi chỉ có một đường duy nhất là thế nào phải theo đuổi ngành y khoa. Có điều mình mới tới là có những người đầu tiên, chưa có ai đi trước mình hết. Thành ra không biết tương lai sẽ đi về đâu. Là nhiều cái lo sợ, nhiều cái lo lắng và nhiều cái ưu tư lắm. Rồi mãi dần dần về sau nó có những cái những có chương trình của chính phủ, có những cái sự liên lạc với trường y khoa cũ, với cái giáo sư khoa trưởng, những cái giáo sư khác ấy. Cuối cùng mình biết con đường mình đi. Thế bác sĩ, lại nhiên bác sĩ là một bác sĩ y khoa tại Đại học Y khoa Sài Gòn thì cái căn bản của bác sĩ là bác sĩ có, nhưng mà thành thật bác sĩ lúc mà trở lại nghề nghiệp của bác sĩ theo học, bác sĩ có thấy khó khăn, có khi nào bác sĩ nghĩ rằng chắc có lẽ không thành công được không thưa bác sĩ? Cái tại vì mình mới qua trên nước trên đáo ở bên Mỹ, hình ra mình thấy đường nào cũng khó khăn gian nan lắm, nhưng mà dần dần về sau á chắc cũng trời thương, hình ra dần dần có những cái có những cái chương trình có những của chính phủ cũng như là của trường y khoa cũ đó, rồi họ hướng dẫn mình. Rồi tại vì chúng tôi là vừa mới ra trường nên kiến thức còn mới lắm. Chúng tôi là nội trú nữa, thì là năm trước là thi nội trú ra còn nhớ dai lắm. Thì là qua đây thì không có thành vấn đề lắm. Ví dụ những năm chót á là giáo sư y khoa qua. Nên chúng tôi học textbook viết tiếng Mỹ đó, cũng như tiếng Pháp của Mỹ, giáo sư Pháp nữa. Thành ra tương đối là dễ. Nhưng mà những người mà chẳng hạn như 4 mấy, 5 mấy, 6 mấy tuổi rất là khó khăn. Tôi biết có một số người phải bỏ nghề. Người ta tại lớn tuổi quá là một, thứ hai là phải mưu sinh cho gia đình đó. Ra họ bỏ. Có những trở ngại khác, những người lớn tuổi nữa thì họ không quen dùng cái tiếng Mỹ trong cái danh từ y khoa chẳng hạn, hay là bệnh tật đó. Nên là cũng một trở ngại đối với họ. Thế còn đến mà... năm nào thì bác sĩ coi như hoàn tất và bác sĩ trở thành một vị bác sĩ như tất cả các bác sĩ Hoa Kỳ phục vụ trên đất Mỹ này thưa bác sĩ? Tôi thì qua đi năm 75, thì đầu năm 76 đó, có cái học bổng của chính phủ đó, cùng với 70 bác sĩ Việt Nam khác đó, học ở Loma Linda Medical School, học trong mấy tháng gọi là để luyện thi đó. Nhưng mà như tôi nói, tôi may mắn thì mấy tháng sau tôi đậu cả ECMG lẫn Flex, tức là hai cái bằng tương đương với bằng Mỹ, và bằng hành nghề. Hành nghề thì phải thêm một năm về về nội trú nữa. Thì lúc đó năm 76 thì tôi đậu luôn cả hai cái đó. Thì cuối năm 76 tôi đã vô nội trú rồi. Năm 77 tôi ra trường, nhưng mà tôi học thêm. Đầu tiên cái năm đầu tiên tôi học nội trú đó là về nhi khoa. Nhưng mà sau một năm tôi chuyển, tôi đổi qua là sản phụ khoa 4 năm nữa ở Los Angeles á. Thành ra tôi ra trường năm 81 đã ra trường rồi qua để hành nghề luôn. Thành ra tương đối nhanh, nhưng mà những trường hợp khác, mỗi trường hợp một khác. Kính thưa quý vị, sau 40 năm có thể nói cộng đồng người Việt chúng ta hạnh diện với nhiều người ngày nay. Như quý vị đã biết, cô Jeanette Nguyễn đã thành thượng nghị sĩ của Đại học 34 tại tiểu bang California. Nhiều người đổ luật sư, nhiều người đổ tất cả, đạt được tất cả những thành công trong vấn đề giáo dục. Và chúng ta cũng nhìn nhận rằng những vị bác sĩ Việt Nam cũng là một trong những thành quả xứng đáng để chúng ta nghĩ rằng đoạn đường 40 năm chúng ta đi mang nhiều. Có thể nói chúng ta cảm ơn tất cả những ai đã dẫn dắt chúng ta đến định cư tại quê hương này. Thế trở lại với bác sĩ Ngô Bá Định. Bác sĩ có đầy đủ hết, bác sĩ trẻ, bác sĩ khỏe mạnh, đẹp trai, đầy đủ hết. Bác sĩ đến Hoa Kỳ này, bác sĩ nghĩ rằng là bác sĩ đi học rồi, bác sĩ có một cái ý nghĩ gì về tương lai của bác sĩ không? Từ lúc mà mới sang đây phải không anh? Mình nghĩ chắc mình nói tiếng Anh không giỏi, mình không phải to cao, cho nên thôi đi làm engineer, mình nhờ cái vốn toán với lại physics hóa học của mình. Thì cái đó như một ngày mùa đông, ngồi thức dậy đúng thật, ngồi trên cái giường đó trên cái số nhà 1767 đường ở trên Santa Clara, thì em thấy thế này mà cứ đi làm engineer thì đến một ngày đó mình họ sẽ vắt chanh bỏ vỏ đó, thì mình cứ đi làm tôi tớ thôi, chắc mình phải trở lại cái thật sự mà mình thích, là cái ngày xưa mình thích y khoa lắm. Em thích y khoa cho nên em quyết định học thêm pre-med, tức là học thêm những cái môn mà nó require để mà vào trường y khoa. Cho nên lúc mà em ra bằng electrical engineer computer science thì em đi làm engineer có 3 tháng thôi, và sau đó em vô thẳng trường y khoa luôn. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị đoạn đường của những người bác sĩ đến định cư tại Hoa Kỳ và tương lai của họ như thế nào. Quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.